MidX xin được chào các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn có những cái trải nghiệm cũng như là có những kiến thức về góc độ tình cảm gia đình, tình yêu thăng hoa trong cuộc sống của mình. Và bài học này thì MidX sẽ nói về những nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Tại sao tôi lại chia sẻ bài này? Bởi vì tôi biết rằng là đây là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ly hôn. Và khi chúng ta biết những nguyên nhân này thì chúng ta sẽ tránh, chúng ta sẽ giảm, chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát nó một cách tốt nhất để giảm rủi ro xuống và tăng cái tỷ lệ thành công lên. Không ai muốn mình phải ly hôn, không ai muốn mình lấy 2-3 đời chồng, 3-4 đời vợ, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên không may rằng chúng ta không thể ở được với nhau thì chúng ta cũng sẽ phải ly hôn thôi. Tuy nhiên, khi nếu mà chúng ta chưa ly hôn hoặc chúng ta chưa kết hôn thì hãy biết đến những lý do này để mà tìm cho mình được giải pháp tốt nhất. Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến ly hôn đó chính là ngoại tình. Ngoại tình của chồng, ngoại tình của vợ, ngoại tình của đối tác của mình. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cái lý do về ly hôn. Không phải là cứ ngoại tình là ly hôn ngay, không phải là như vậy, nhưng mà tôi đang liệt kê các lý do. Có những người chồng hoặc người vợ có thể tha thứ một lần, hai lần cho chồng mình, vợ mình, đối tác của mình. Thế nhưng mà cũng có những người không tha thứ, có những người thì tái phạm nhiều lần, thậm chí tái phạm nguy hiểm. Thì có những người thì cũng sống chung với lũ. Bây giờ chồng có con riêng, vợ có con riêng rồi thì làm sao? Nó vô vàn, muôn màu cuộc sống, đúng không? Rồi, nguyên nhân thứ nhất là ngoại tình. Vậy để không dẫn đến cái nguyên nhân này thì chúng ta phải có giải pháp chống ngoại tình. Thì MidX sẽ có một series bài học nói về ngoại tình riêng. Ok. Chủ đề số 2 dẫn đến tình trạng ly hôn đó là khả năng tài chính. Hai vợ chồng có thể cãi vã nhau về tài chính. Có thể là nhiều tiền quá, ít tiền quá. Anh kiếm nhiều tiền hơn tôi kiếm nhiều tiền hơn anh. Anh ăn bám, cô ăn bám, đúng không ạ? Anh là cái loại thế này, cô là cái loại thế kia, rất nhiều. Nhưng xoay quanh chữ tiền, nhiều cũng khổ, ít cũng không sướng. Thế nên là gì? Đây cũng là một trong các lý do các cặp vợ chồng cãi vã nhau. Vợ không được mặc quần áo đẹp, không được đi du lịch, con không được học trường tốt. Vì thế cãi nhau rồi nói nhau, anh không thế này, cô không thế kia, vân vân. Ok, đấy là vấn đề về tài chính. Vấn đề số 3, nguyên nhân số 3 đấy chính là tình dục không thỏa mãn. Đúng không ạ? Có thể là không hòa hợp, không đủ tần suất, không đủ khối lượng, không đủ chất lượng, không cảm thấy hứng thú. Hai vợ chồng sinh hoạt vợ chồng với nhau hay là đối tác sinh hoạt vợ chồng với nhau mà cứ như là nghĩa vụ, làm hộ, trả bài, đúng không? Có người thì vừa ngủ, chưa biết chuyện gì xảy ra đã xong rồi. Thế thì cái tình dục nó không được thỏa mãn là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Lúc đấy thì trước đó người ta sẽ có xu hướng là sẽ ngoại tình, tìm bạn tình mới vì lý do tình dục không thỏa mãn. Cho nên là gì? Cái lý do tình dục không thỏa mãn là cái lý do rất là quan trọng trong sinh hoạt vợ chồng, dẫn đến tình trạng ngoại tình hoặc là tình trạng ly hôn. Vì vậy là các chị em và các anh cũng phải hết sức lưu ý, đúng không? Cái khóa học này là MidX cũng chia sẻ với anh chị rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Chú ý vào cái phần này cho tôi nha. Nguyên nhân thứ tư đấy là khác biệt về quan điểm sống, lối sống, phong cách sống. Ví dụ như là chồng thì quá sạch sẽ, vợ thì quá bẩn. Hoặc là ngược lại nhé, ở đây thì tôi chỉ lấy ví dụ nhé, tức là mình có thể là ngược lại. Vợ thì kiếm quá nhiều tiền thì chồng không kiếm được tiền. Đấy. Rồi thì vợ thì quá chăm chỉ, chồng thì quá lười biếng. Hay là chồng thì dính tệ nạn, đúng không ạ? Trong khi đó vợ thì còng lưng trả nợ, vân vân, vô vàn các lý do. Đấy. Rồi thì người thì lúc trước thì còn hòa hợp với nhau, sau này không hòa hợp nữa do bây giờ là đẳng cấp của một trong hai người đã tăng lên, đúng không? Anh chồng ngày xưa nông dân, bây giờ lại trở thành triệu phú,
Rồi thì bắt đầu là học những cái thói đua đòi và cái phong cách sống nó thay đổi. Chị vợ ngày xưa nhà quê bây giờ thì lại trở thành tiểu thư vân vân, tức là nó có cái sự khác biệt về quan điểm sống, lối sống và phong cách sống. Một cái nguyên nhân nữa có thể là do bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng hoặc người thân của hai gia đình hai bên. Đấy. Người ta hay nói là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, tức là gì, nó cũng có những cái xung đột do ví dụ như là bà mẹ chồng bà ấy xui con trai bà ấy là con này rất là kém không biết đẻ, làm rất là vụng về, nó láo lắm, rồi tao thấy nó thế này thế kia, vân vân, vì đơn giản là bà mẹ chồng bà không thích cô con dâu. Vẫn có những cái tình huống như vậy có thể xảy ra. Tất nhiên không phải là bà mẹ chồng nào cũng thế, nhưng tôi đang nói ở đây là nói trên là cái nguyên nhân thống kê số lớn, không ám chỉ riêng ai, cái này đã nói trước rồi nhá. Cũng có thể là do cãi vã chiến tranh lạnh một thời gian rất dài, cãi vã tranh luận gọi là liên tục đỉnh điểm, đầu tiên thì anh em, xong thì cô tôi, xong thì mày mày tao tao, xong thằng này con kia, xong thì chửi nhau các kiểu, không còn một cái gì ra gì nữa. Đấy, từ chiến tranh lạnh không nói gì cho đến chiến tranh lạnh nói rất nhiều, cho đến đập phá, cho đến ly thân, cho đến ngoại tình, cho đến ly hôn, vân vân. Đấy. Một trong những cái lý do nữa đấy là vấn đề về con cái. Có thể đấy là do không có con, một trong hai nguyên nhân, do vợ hoặc chồng hoặc do cả hai. Hoặc là con cái không đúng ý, không biết đẻ đấy, đúng không? Nói vui thế. Mặc dù đấy là lỗi của đàn ông nhưng mà vẫn đổ cho phụ nữ. Cô không biết đẻ nhiều con trai quá, ăn tàn phá hại nhiều con gái quá, không có người nối dõi. Người thì mong trai không có trai, người mong gái không có gái. Con cái cũng là một cái vấn đề, một cái chủ đề mà cũng nhiều gia đình cặp vợ chồng là ly tán. Không có con thì bất hạnh, mà có con thì mà không dạy dỗ được thì cũng quá khổ. Cho nên là chúng ta cần phải hết sức lưu ý trong một cái xã hội hiện đại, chúng ta phải cân bằng. Một trong những cái lý do nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn khác nữa đó là do công việc, do cuộc sống ở cách xa nhau. Chúng ta lấy nhau có thể là nhà chúng ta rất gần nhau. Thế nhưng mà do quá trình công việc, công tác, vợ xa chồng, chồng xa vợ, vợ xa con, chồng xa con. Và cái cuộc sống công việc xa vợ xa chồng như thế này thì thường, không phải là tất cả, nhưng thường có nguy cơ, có xu hướng là một trong hai người sẽ có hiện tượng ngoại tình, và thậm chí là có hiện tượng con riêng, có gia đình riêng. Đặc biệt điều này nhiều hơn đối với đàn ông, phụ nữ thì cũng có nhưng ít hơn. Thế cho nên là chúng ta hết sức lưu ý nha. Thế rồi thì nguyên nhân khác nữa đấy là do bạo lực gia đình, mà bạo lực gia đình cũng phần lớn là do đàn ông đánh đàn bà, cũng có trường hợp phụ nữ đánh đàn ông nhưng rất là hiếm, chủ yếu đàn ông đánh đàn bà, do người đàn ông cục tính, thiếu hiểu biết, do người đàn ông gia trưởng, do người đàn ông cũng bị ám ảnh về cái này cái khác, do người phụ nữ chịu đựng, do người phụ nữ cũng hư cũng láo, cũng cái này cái kia và cũng cam chịu, đúng không? Tại anh tại tại cả đôi đường. Đấy, bạo lực gia đình cũng là một trong nguyên nhân. Cũng như là nguyên nhân tiếp theo là do sự kỳ vọng và thất vọng. Đôi khi tôi rất là kỳ vọng lấy người này người kia, xong về tôi thấy thất vọng quá, bởi vì anh ta có vẻ bọc một cái rất là hoàn hảo. Đấy, tôi kỳ vọng lấy một người đàn ông, một người phụ nữ hoàn hảo, nhưng mà về nó vỡ mộng, đúng không ạ? Nợ nần đầm đìa, vấn đề tài chính, con riêng con chung, vấn đề về ngoại tình ly hôn, đã từng ly hôn, vấn đề về lối sống sinh hoạt, vân vân.
chúng ta phải học nhau, chúng ta phải thay đổi. Cũng có thể là do ghen tuông kiểm soát thái quá, không có cái gì cả cũng nghi ngờ, cũng ghen tuông, cũng ám ảnh. Thế thì tất cả những điều đấy, rất là nhiều điều. Tôi nói lại này, ngoại tình này, tài chính này, tình dục này, khác biệt về phong cách sống này, do bố mẹ người thân này, do chiến tranh lạnh cãi vã này, do con cái này, do bạo lực gia đình này, do kỳ vọng và thất vọng này, và do ghen tuông thái quá. 10 cái nguyên nhân. Thế thì các cái nguyên nhân này thì chúng ta sẽ phải có giải pháp. Và giải pháp thì thường là sẽ cố gắng từ người phụ nữ. Tất nhiên các anh chị sẽ nói rằng là thế tại sao không phải là do đàn ông? Thì tôi đã phân tích rồi, Mr. X đã phân tích cho các anh chị rồi. Đàn ông nó lười, dốt, ra trường, cậy mình là trụ cột gia đình, cậy uy, cậy thế. Cho nên người ta nói là đàn ông xây nhà. Đàn ông xây nhà thế là xây cái nhà để ở, cái hữu hình. Còn đàn bà xây tổ ấm là cái vô hình. Lạt mềm buộc chặt, khôn khéo tinh tế. Dù gì thì chúng ta vẫn nhớ rằng chúng ta đang sống ở Việt Nam những năm 2019-2020. Chứ chúng ta không đang sống ở châu Âu, không đang sống ở Mỹ, không đang sống ở Nhật. Đừng có nhầm lẫn nhé. Đừng nghĩ rằng chồng nhà người ta, vợ nhà người ta. Thế thì ly hôn do ngoại tình. Vậy làm thế nào để không ngoại tình? Đấy, thì chúng ta cũng sẽ cần phải xử lý cái vấn đề đấy, đúng không ạ? Do tài chính thì chúng ta cần phải có những quy định, có những quy ước với nhau về tài chính, minh bạch về thu nhập, chi tiêu tiết kiệm, có tuân thủ cái gọi là tài chính cá nhân, khoản chi tiêu, khoản tiết kiệm, khoản đầu tư, khoản mua sắm, khoản học tập, khoản hưởng thụ. Đấy, và nỗ lực kiếm tiền, và hạn chế tiêu tiền, không chơi bời cờ bạc, cá độ bóng đá, không tham những cái này cái khác. Chúng ta có một cái tài chính lành mạnh. Tôi không nói là giàu có, tôi nói là lành mạnh. Nhưng còn giàu có thì cũng có những cái nỗi khổ riêng, đúng không? Thế tình dục không thỏa mãn thì chúng ta phải nói với nhau. Anh muốn thế này, em muốn thế kia. Anh mong muốn em thế này, em mong muốn anh thế kia. Và chúng ta áp dụng những cái bài học về sách mà Mr. X đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Từ thay đổi không gian, thời gian, tư thế, sức khỏe, trang phục, phụ kiện, môi trường, ánh sáng, rồi thì đồ dùng, hỗ trợ, tâm lý, đúng không ạ? Rồi thì những cái cách thức khác, đúng không ạ? Vân vân, đấy, đồ chơi, đồ chiếc, để làm sao thay đổi không khí, thay đổi không gian, tình dục ngày càng hòa hợp hơn. Bồi dưỡng sức khỏe này kia, đúng không?